cô gái xinh đẹp của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Cao Bằng, chúng ta không thể không nhắc đến đàn tính, hát then, là những thể loại dân ca vô cùng đặc trưng của những cộng đồng người dân tộc Tày, Nùng. Sau đây, đến giao lưu với chương trình văn nghệ của tổ ba chúng ta ngày hôm nay. Xin được chào đón các thành viên đến từ câu lạc bộ hát then Trường Thọ với bài tính Nỗi nhớ quê hương. Nỗi nhớ tràn đầy, nỗi nhớ trào dâng.